Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giả giọng nữ, giọng chị Google một cách nhanh gọn lẹ. Và màn hình chính thì các bạn sẽ vào trình duyệt ưa thích của mình. Các bạn dùng trình duyệt gì cũng được. Ở đây thì mình hay dùng là Google Chrome. Xong rồi các bạn sẽ gõ là sourtech. Ra là nó sẽ ra cái trang web, nó là sourtech.com. Các bạn vào trang đó. Hoặc là mình sẽ để link trang web này ở dưới phần mô tả bên dưới video cho các bạn tiện vào. Ở đây là tech này. Tech là cái phần mà các bạn muốn nói gì thì các bạn sẽ ghi vào đây. Ví dụ là mình sẽ gõ là xin chào mọi người. Xin chào các bạn đi. Đó. Còn voice là các bạn muốn dịch sang ngôn ngữ gì. Ở đây các bạn sẽ chọn là Vietnamese. Vietnamese là giọng của chị Google. Các bạn bấm vào chữ submit này. Rồi các bạn bấm vào chữ play để nghe thử này. Xin chào các bạn. Đó. Nó nói luôn cho các bạn nghe là giọng của chị Google là như vậy. Xong rồi các bạn sẽ bấm vào chữ download. Tải xuống. Đã tải xuống. Thành công. Đấy. Đơn giản là như thế. Còn cách thứ hai là các bạn sẽ dùng ghi âm màn hình. Nếu chắc trong trường hợp các bạn nhiều âm thanh quá, các bạn không biết là cái nào vừa tải về, các bạn sẽ dùng ghi âm màn hình. Và đây mình sẽ hướng dẫn thêm cái nữa là các bạn sẽ chọn ngôn ngữ khác. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn English này. Nó sẽ đọc theo cái giọng kiểu âm tiếng Anh nhưng mà vẫn phát âm là tiếng Việt, mà các bạn sẽ gõ âm vào đây. Xin chào các bạn. Xong rồi các bạn lại bấm submit này. Mình sẽ cho âm thanh to lên cho các bạn dễ nghe. Bấm play để nghe thử. Xin chào các bạn. Đó, nó sẽ nói giọng theo kiểu tiếng Anh nhưng mà nó nói nặng hơn. Còn về ghi âm màn hình thì các bạn sẽ bấm vào chữ play này. Xin chào các bạn. Xong rồi để cho nó ghi âm. Xong rồi các bạn vào phần mềm tách âm thanh ra. Ở đây hầu như là ai cũng dùng CapCut rồi. Ở đây mình sẽ ví dụ cho các bạn xem luôn. Ở đây mình sẽ vào tạm cái video này. Các bạn bấm vào phần âm thanh này. Âm thanh tiếp theo này. Trích xuất âm thanh từ video này. Ở đây mình sẽ ví dụ cái này đi. Chỉ nhập âm thanh. Rồi nó sẽ ra đây này. Cái vừa nãy mà mình vừa nhập âm thanh xong ấy. Các bạn lại bấm vào chữ dấu cộng này để thêm âm thanh vào video. Và mình sẽ cho các bạn xem. Nó lại dùng như bình thường. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy cho mình một like và một lượt đăng ký kênh. Mình xin cảm ơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.